chét, ôi cháu, ớt chét, chét bự quá. Có mấy anh em hay inbox cho mình để hỏi về cái ghe thường thường đi Bình Đại thì ai chở cho anh em mình á. Thì tiện đây mình xin giới thiệu cái bạn Tú chở ghe ở Đê Đông nha. Thì số điện thoại mình sẽ để ở phía dưới cho anh em tiện lưu lại. Bạn Tú thì chở ghe rất là nhiệt tình. Anh em muốn câu cá chẽm, cá tráp, cá bóng đục, mùa nào thì bạn Tú sẽ có sắp xếp theo mùa đó cho anh em câu. Có gì anh em cứ lưu số điện thoại lại. Ok anh em. Coi chừng có mấy cái mày ấy nha. Thần bỏ sót. Cây luôn chứ. Quá đã. Cả năm sau mấy chặng xong. Đánh đi, đánh đi, đánh. Chắc đánh nổi luôn quá. Giờ này cá lên mặt. Đánh vòng quanh mấy cái cây đước. Cây đồ nè. Em đánh con gì vậy? Đùm hả?
đó, pin vô nè. Cái gì không xả rác hả pin? Gì à, măng hả? Chém lá hả? Măng bự không? Bự chứ sao nhỏ được. Măng nhảy nó rắc cứng hơn chút đi, chắc để nhẹ quá, xiết xiết mỗi lần xiết con vài nấc thôi. Chét, ô cha, ở chét chét bự quá. Ồ, chét kia mấy á, ngon á. Chạy đi, cho chạy mệt đi, còn chạy nhiều lắm. Chét chạy nhiều lắm. Chét ngon. Ý, trời, thằng cắm đầu xuống đất, cắm xuống nước. Lên bà luôn đi. Wow, kẹp mới, mới. Chụp hình pin, chụp hình mồi pin. Đâm 95. Ngon, ngon, ngon. Dèo lại ngon. Này, kẹp gỡ mồi nè. Để chụp hình xong rồi kẹp gỡ mồi nha. Có con đó thì mình quấn màu à. Mình quấn con khác chứ quấn con đó không sao được. Đánh bóp đồ đâu. Mồi anh chưa thay lưỡi gì hết trơn, uổng quá. Lá. Ê, bự trà thế nào cũng tán rồi. Trời ơi, má tráp bự không phải chẽm luôn. Đâm hết chẽm rồi. Tráp bự ha. Con tráp hồi nãy pin bỏ đâu rồi? Nãy giờ không biết. Mấy con bự bự này chắc dèo xuống quá. Để uổng. Trời, tưởng chẽm lá chứ ai nghe. Santo đồ. Tráp Santo. Thấy không? Đó. Cố tình câu nó là câu nhiều lắm luôn á.
Cáp này, cáp đầm này thì nhiều lắm các bạn. Mà hôm nay chủ yếu tập trung đi câu cá chẽm. Má nó dí thèm, nó táp mấy lần mấy lần. Táp ui 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 luôn. Hơn á. Trong ba lô đó. Trơn lắm nha Hiếu, không xuống được nha Hiếu. Ngon ngòi cùng. Kẹp á, kẹp ở dưới. Ấy kẹp mà Hiếu cầm ơi. Bin cầm ơi. Lấy kẹp ông đi. Pin giữ kẹp pin đi. Chưa. Hả? Bỏ game mình luôn hả? Thôi, đó. Ê trơn lắm Hiếu. Ừ trơn lắm Hiếu. Trơn lắm té. Má nó dướng vô cái cây. Dướng cái cây rồi. Lên luôn, khỏi kẹp. Lấy kềm ra. Cái mới được rồi. Size này chuẩn nhà hàng 5 sao. Gỡ đi. Ở vậy thì câu chui vô mấy cái bụi nguy hiểm, cẩn thận nha. Dính cái gì Bin? Măng hả? Cá măng mà. Hả? Được. Hay quá ta. Cũng có nhớt chứ không thôi. Mấy anh em, ấy đừng. Mấy anh em có nhớt bự hết rồi. Hiểu không, có con bự rồi kìa. 7-8 kg à. Hả? Hết 9 hả? Cặp rồi á. Hả? Cặp luôn á. Sảy con hả? Không, sáng em làm con nhỏ rồi. Ừ, không có đâu. Đâu. Quấy nãy giờ. Cá sai này ở đâu nằm cặp đâu. Mưa xong đầm nó ăn dữ ta. Này cũng được rồi. Đỡ vả. Ủa? 10 2 kg nói gì nữa. Đù má nó làm thấy ghê. Má nó tưởng bự. Dèo đi.
má con nhồng. Con nhồng đầu tiên cuộc đời. Nhồng kẹp kẹp đâu rồi. Cái lưỡi nó đang vô cái ngạnh không thôi, anh xách mẻ lên. Nó không có mở miệng ở bên này. Giờ sao? Xách lên rồi. Anh tháo cái lưỡi ra nè. Kẹp lại, kẹp cái mỏ lại. Mấy thằng cháu. Nó ngay cái bụi đó đó. Má nó rị ngược lại một cái mà. Đó, đó, đó. Thấy chưa? Kéo. Không, đừng kéo nữa, ông đừng kéo nữa. Ông đừng kéo nữa. Ông đừng kéo nữa. Ngồi xuống Hiếu. Ngồi xuống Hiếu. Tôi nghĩ có hai con lần Hiếu à. Hồi nãy anh táp sảy tôi bên kia một con rồi. Từ từ. Để ráng lên nó cái đó. Hơn. Hơn. Hôm bữa tôi thấy cái sóng nước nó bự lắm. Nó đang tìm trà kìa má ơi. Nó đang tìm trà trong bờ kìa. Xả bớt nha, leader tư. Chưa thấy mồi sợ leader tư. Cứng quá.
Trời, nó chạy ra đây có trà đó. Rồi phía ngoài này có trà đó. Hơn 89 kg, hơn. Thấy mồi không? Thấy mồi ở ngoài không? Chưa thấy. Tôi nhìn ông cái tự nhiên nó nhảy lên. Tao săn mày bữa giờ. Sắp lên rồi, cố lên. Má chục ký quá. Chục ký á. Có cái kẹp nó tôi nè, mở dài ra. Đứng xuống dưới cái bờ này nè. Chưa đâu, chưa, đợi tôi gác cái đầu nó lên. Nằm ngoài, má hơn quá. 7-8 kg á. Ốm nhom mà không ăn gì hết trơn. Xuống đi Hiếu, xuống đi Hiếu, lên này. Cho gác. Ừ. Tôi kéo cá lên cho. Mấy ký? Quá cân. Quá cân rồi. Hả? Quá cân rồi má. Được cân. 7 ký. 7 ký. Kéo lên bờ, kéo lên. Chém lớn thì cũng có chém lá chứ. Ủa, mấy cái đường không đi ghê khó quýnh à. Má, tôi phải ngồi xoay lại được mới quýnh được, mới đánh đằng trước mới ngon. Ướt, bỏ xuống ướt nhét dơ lắm. Chèo chèo phụ ông chứ gì. Lấy cá lấy đồ lên đi. Lấy cá lấy đồ lên đi. Hóc lắm rồi, giờ về chỉ có tiếp nước xong rồi tính sau chứ. Đi câu quá về làm mệt. Tìm gì không? Tùy, nhiều khi làm, nhiều khi đưa ra tìm. Ký là ngon quá rồi. Rồi hỏi gì nhiều. Tham mà không á.
Của ông rất hơi khô rồi ấy. Vứt mẹ đi. Vứt mẹ cho rồi. Thú quắc. Con chúa ở đâu? Hử? Chúa ở đâu? Xuống đầu đó chứ đâu. Trên đầu đó luôn. Đất nó cứng rồi. Dễ xuống rồi. Ôi sao ông tấp ngang vô luôn. Làm gì chứ. Trời mưa mà nhậu đúng bài gì nữa. Vô anh. Đâu. Dạ. Mình uống rượu mình đi trước đi. Vô. Ủa anh vô, dạ, đi câu không thân? Dạ mà anh quen anh. Không đi câu mà. Thứ ba thèm đi chơi, thứ ba đi chưa rồi? Đi cầu gái nữa. Sáng nay đi cầu luôn. Anh này chung giờ hết mấy pin á. Em biết chị có hiểu gì không? Chưa, mình nhau không giàu hết luôn. Hiểu biết đầu lắm. Đầu luôn. Vô nè em ơi. Vô. 1, 2, 3, vô. Thôi em. Chớ dầu ăn hết luôn nghe. Tại vì cái này nó gần mẫu dữ lắm. Mở kỳ đà. Em hết rồi. Kỳ đà nha anh em. Dứt. Dứt. Cộng xong dứt là quay lên luôn đây. Kỳ đà 3 ký mấy đâu mà. Có hình mà, có hình mà. Vũ có hình mà. Đúng rồi, xấu ăn chung. Ở đây là con 11 mà điểm 5 mà có bắt. Ăn giống như... Ăn giống như... Trời ơi. Chắc là hy vọng được 2-3 ký nha. Ký.
đụng nó. Ngay cái bụi đó đó. Kéo lại nó bị ngược lại cái mà. Không có. Hàng đó. Rồi, kéo đây. Không, đừng kéo nữa, không kéo nữa. Ủa, hàng đó. Hàng đó. Ngồi xuống nhé. Quay không? Có hai con nữa, hai con nó nhiều lắm á. Dùng mặt đi. Táp sấy tôi bên kia một con rồi. Dễ hả? Bãi rộng mà cho chạy đi. Ừ. Đưa về ngay xuồng mình cột lại nha Hiệp. Con này phải 5-6 kg ít á. Thôi luôn hả? Hồi bữa tôi thấy cái sóng nước nó bự lắm. Nó đang tìm trà kìa. Nó đang tìm trà trên bờ kìa. Thả bớt rác ra đi. Chưa thấy mồi nên sợ nó chờ tôi. Dúi gần xuống, đừng cho nó nhảy em. Dúi gần xuống. Về đừng có nói là cô trộm nha cô. Không có đâu. Ở đây trống rồi. Còn chạy cố cuối đó. À khoảng cục má còn 5-6 kg á. Hơn hả? Ừ. 5-9 kg hơn. Thấy mồi ngoài không? Chưa thấy, nhanh quá chưa kịp. Cục má hơn. Hơn. Con này phải 8-9 kg á. 20 kg. Không, 8-9 á. Có cần này rồi mà. Có cái kẹp đây này này, có rồi. Đứng xuống dưới cái bờ. Tôi bò xuống. Chưa, đợi tôi gác cái đầu nữa thôi. Ừ, đây tôi bò xuống nha. Không, khoảng 8 kg à. 8 kg. Ừ, khoảng 8 kg. Ốm nhò mà không. Ừ, ốm. Ừ. 8 kg. Rồi, kia nè. Cho gác này. Lại kéo tôi lên. Lại kéo tôi. Kéo cá lên cho. Mấy kg? Quá cân. Đâu? Quá cân rồi. Hả? Một cân rồi mà. 7 kg. Ông cầm đi xuống. Thuyền trong cái túi đen thôi trên thuyền đó có cái móc nữa. Móc mấy cái. Ừ.
Cái gì vậy Hiếu? Rung quá vậy? Bắt cá được rung. Qua đây. Nào cái 7 kg. Cái xác nó bự ha. Ừ, xác bự quá. Con này mà 6 7 kg đó. Đúng 7 kg. Hạ xuống đi. Động hàng nha, động hàng nha. Con này bự lắm á. Cách trên 6 7 rồi, hay gọi trên 10 nha. Vượt lắm á. 2, 5, 6. Ui, 50 nãy rồi.
này 10 kg. Coi được ra bao nhiêu nha. Đụng phát là biết ngay hàng luôn. À con này được 7,5 kg, 8 kg. À đâu, cỡ đó, khoảng 8 kg. Ui, quá mệt. Đầu đó, huyền thoại. Ú là trời, 7 cân. Ngang không? Hả? Ngang không? Ngang. Ngang luôn á. Ừ. Cân là bằng ký nhau luôn á. Ừ. Ngang mà. Con luôn mập lắm. Không biết trong cái miệng nó còn. Con nào cũng mập á. Trong miệng nó còn cái gì không? Mình có cá cháp. Ừ. Cá cháp mà bắt tay. Mà nó phân hủy rồi á. Tạp ăn có quýnh đâu không? Trèo vô trong. Mấy giờ? Chắc 2:30.